Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tựa game Chim Chiến Thiếu Thượng thôi. Clip chính ngày hôm nay là mình muốn trao đổi với anh em, cùng anh em bàn luận về cái cách chơi cho anh em cày chay em nha. Anh em cày chay thì có hai hướng để anh em mua ở cái phần tiệm này này. Đó chính là anh em sẽ tích để anh em mua trước cái mảnh cái con Majin Buu Kid này, hoặc cả cái tiệm xà đạo này thì anh em mua con Gohan hoặc là con Gotang này trước, hoặc là anh em sẽ mua vũ khí hoặc là những trang bị bên dưới này, thì nó sẽ có hai cái hướng đó để cho anh em chơi, anh em trải nghiệm. Thì sau một thời gian chơi thì cũng gần là một tháng rồi, thì bản thân cá nhân mình nghĩ thì cái việc sẽ có hai cái luồng tranh luận của chúng ta đến việc anh em mua tướng trước và mua trang bị trước, thì mình thấy anh em chúng ta mua ở đây nhá, đầu tiên là mua ấn ký này, mua ấn ký trước này, đầu tiên là sắm ấn ký tím trước nha, set này ấn ký tím và mua đồ trang bị ở cái tiệm xà đạo này trước, đủ set trước sau đó mới qua lại mua tướng nhá, set cho con chính gây đam chính trước ấy. Thì mình thấy cái việc mua ấn ký với cả mua set này trước thì đem lại hiệu quả cao hơn cho anh em so với việc anh em sắm tướng trước nha. Đầu game mình thấy một vài bạn chỉ cần một vài con tướng gây đam ngon ngon mà sắm set cho nó thì để anh em qua được hải dễ dàng hơn nha, so với việc anh em chăm chăm đi kiếm tướng, nhưng mà cái vũ khí của chúng ta, cái trang bị của chúng ta ấy, cái bộ ấn ký của mình lại không ra gì cả. Những cái bộ xanh này thì không thể so sánh với bộ cam này đâu, chúng rất là cùi luôn. HP đâu, HP 2000 này. Mình đã test qua nhiều con ác của những bạn khác ấy, thì mình thấy hầu hết đa phần các bạn ấy người chơi trước người ta toàn mua đồ trước, các bạn chứ người ta mua tướng sau nha. Ta dùng tạm mấy cái con tướng đầu game, mấy cái con xe ban đầu để tăng đầu game cũng được luôn. Con Son Goku siêu ra cấp 1 này, con Piccolo siêu ra cấp 1 cũng là tăng đầu game được luôn. Bulma cũng dùng được đến lâu lâu, đến gần cuối game thì mới thay các bạn. Khi có đủ mạnh mẽ, khi người ta qua được cái 921 ấy, thì người ta bắt đầu mới tính đến việc thay những con tướng S ban đầu thành một hai con tướng SS về sau ấy. Như em có thể thấy là cái con ác này có mình cái độ phòng ngự của nó, cái vị trí tăng đầu tiên có quá yếu luôn, nó không thể trụ được, nên là những cái con tướng đằng sau cũng sẽ đi viện nhanh sớm rồi, cũng chết mèo quá sớm luôn. Cơ bản cũng là một phần chất tướng của con tướng nó không đảm bảo được cái tăng cho cái đội hình phía sau của mình đánh ấy, có thời gian để đánh. Chứ đam thấy rất là ok rồi nha, đam lên đến 500.000 luôn. Chỉ số đếm của cái con Black Goku này không thực sự quá ngon nha. Bộ trang bị ấn ký của nó thì cũng là vẫn độ trang bị cũ thôi. Mình không biết những anh em đang chơi tựa game này của chúng ta, những anh em cày chay nha, mình hôm nay chỉ bàn về những vấn đề mà anh em cày chay thôi, là anh em sẽ mui theo cách là lên tướng trước hay là lên đầu trước, và anh em đã đạt đến được cái ải nào rồi. Tại vì nếu mà anh em đi được ải càng xa thì cái phần quà treo máy, phần quà này của chúng ta sẽ càng được nhiều hơn, thì sẽ lợi hơn rất nhiều so với khi chúng ta chỉ lẹt đẹt ở mấy cái ải khó 1, ải khó 2 nha. Mình thấy nhiều anh em, người anh em khác kéo được lên đến tận ải khó 3 rồi anh em ạ, cái chay nha, rất là đỉnh cao luôn. Và mình thấy đa phần là họ toàn là mua đồ trước anh thôi, mình chưa review với cả chưa thấy mấy các bạn ấy chơi bằng cách lên tướng trước anh ạ. Một phần cũng có thể là do nhân phẩm của các người anh em đó quay được những con tướng đẹp ngon xịn ngay từ ban đầu game rồi, thì không cần phải mua những cái con tướng ở trong tiệm này nữa.
kiểm luận vũ hoặc tiềm xạ đạo. Tính ra mua cái ngọc tím tím này thì nó cũng hơi phí phí nhỉ. Theo mình nghĩ thì cái tiệm xà đạo này, tiệm mà luận vũ này, luận võ này thì mình một là mình mua cái ấn cam này, hai là mình mua tướng chứ mình không mua cái ấn tím, thì mình ấn tím này sau mà thừa đầy một đống. Trước đó là bạn ấy mua ấn tím này, ấn cam này thì dùng được đến cuối game luôn, dùng đến game sập luôn. Còn ấn tím này thì dùng tí nó mất đi thôi mà một con chỉ cần một hai bộ, một bộ thôi, mỗi con một bộ riêng chứ không cần nhiều. Sau cái ấn tím là nhiều lắm luôn. Ấn cam thì nó còn khó hơn kiếm ấn tím, ấn cam 3.800 điểm, ấn tím 600. Theo mình nghĩ nhá, tiệm đoạn võ này thì chúng ta nên mua kit trước, mà thì mua kit trước. Còn tiệm xả đạo này thì cứ sắm một set cho mình, sắm đủ một set cho mình, sau đó thì mới mua con vô tăng này thôi. Vô tăng hoặc vô ham tùy nha. Theo mình nghĩ thì vô tăng là ngon hơn vô ham nhiều. Vô tăng thì đội hình nào cũng chơi được, còn vô ham thì có chơi được đội hình số hết rồi. Đấy, đó là kinh nghiệm của mình nghĩ như vậy. Đấy, em đạt được cái ngưỡng sức đội mạnh tối đa thôi. Trước hết là phải sắm hết một set vàng đã. Còn này sắm set vàng này đang rất ổn áp rồi, nhưng mà còn cái phần là tăng thì thực sự là thoạt không đỡ nổi. 12.000 đam, 12.000 chỉ số phòng ngự không trụ nổi rồi. Không có những cái sự skin kiểu như dịch chuyển né thì không trụ được lâu anh em nha. Một là phải chơi theo kiểu đam thật sự khủng bố luôn, siêu đam luôn, không cần lấy công bù thủ anh em ạ. Mình đang thích chơi kiểu lấy công bù thủ đấy. Tiến lên anh em, chém chết nó đi, giết nó càng sớm càng tốt. Chết này, lấy công bù thủ nhưng mà Black Goku bị đánh SML luôn này. Còn bị tool này thì đánh đấm gì, chơi bờ gì đây. Các người bạn của chúng tôi Black Goku không trụ được rồi. Chém rất lực luôn, lực điền, úi sợ nhưng mà anh cũng phải chết thôi. Đấy, như này thì chúng ta câu kéo được nhiều thời gian hơn này. Nên là cần Black Goku và con Piccolo này tăng chiêu hơn một chút. Đã được con 426.000 sát thương, so Piccolo 239.000. Bây giờ mình ép cho nó lên 3 sao, sẽ ép Piccolo lên 3 sao luôn rồi anh em xem. Ôi Piccolo sẽ kiếm hơn nhiều. Hai anh chàng lực điền của chúng ta là Android 18 SS và trang bị tích chém rất nhiệt luôn, rất lực. Chơi kiểu sốc đam luôn. Trong tương lai mình thay Zaku luôn anh em ạ. Mình nghĩ mới có nên thay Zaku không ta? Mà để sau mình test anh em ạ, chưa mình cũng chưa dám chắc mình dám thay tẩy Zaku đâu. Mình có thể test cho cái vị trí của con trăng con cô tăng vào đây, nó bút 10% sát thương lên xem nó chém nó khác bọt hơn không. Tại vì cơ bản cái con gia cô nó bút máu của nó cũng có cái hào quang tăng sát thương rồi, nên cho cô tăng vào thì cũng không thật sự là ngon, chưa chắc là ngon bằng nhé. Tại vì gia cô nó còn là cũng tăng được, tăng 13% sát thương này, tăng 13% thương của cái định của đồng đội của mình lên đánh này.
con này nó còn câu kéo trì hoãn được cho team của chúng ta đỡ chết hơn. Nhưng mà cái lượng sát thương của Zappo gây ra so với Go Tăng thì mình thấy chắc chắn là thấp hơn cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà có hồn máu. Bảo kích thay Piccolo à? Nhưng mà từ bây giờ đến lúc kiếm được cái con Go Tăng thì cũng lâu lắm. Chúng ta cứ chơi tạm Piccolo đi. Tăng bạo kích cho nó phê các bạn. Chém phát nào nó bạo kích nhỏ luôn phát đấy. Ép cho nó lên đến 50 mấy%. Chém cho lực anh em nhé. Mình rất nhìn thấy cái đám sát thương nó nảy lên cái màu đỏ anh em ạ. Không biết anh em nào có cái niềm đam mê như mình không. Rất thích nổ lên màu đỏ nha. Thành tăng. A9 đến 3 sao. Bộ mô này. Hiện nay mình là team mình còn hai con cần bộ mô lên trong tương lai là mình sẽ sắm. Hai con bộ mô con này hiện nay đang đeo lượng gen thôi. Gen phủ bắp thôi. Học tích thì nó cũng chỉ được 27% rồi nên bộ mô nữa là nó khác bọt ngay các bạn ba mấy xong rồi ở trận của Piccolo Boost là lên được 40 mấy%. Chém phát nào cũng bạo kích phát đấy thì thôi, đội bạn cứ phải nằm giáp. Mới anh em hai phát bạo kích luôn này. Mình nhìn thấy sướng không, đã có mắt không? Quấy, mình tự bạo kích, quấy, bạo kích này phải như thế anh em ạ. Thấy nó đã mắt chưa? Sốc đam chết luôn. Ok luôn là đi viện rồi. Biết một không thể chọi hai được. Úi xuồi. Kịch kiểu một mình mà chống lại mặt băng đảng mafia anh ạ. Chém rất bố đời luôn. Thôi anh em ạ. Tại là vẫn chưa đủ lực rồi. Cần thêm chút tài nguyên thôi. Không biết ý kiến của anh em mà sau khi chúng ta xem xong qua clip này thì anh em thấy việc bui mua tướng trước hoặc là mua trang bị trước thì cái nào sẽ đạt hiệu quả hơn cho chúng ta nha. Nhớ hãy comment ý kiến của mình dưới video này để chúng ta cùng nhau thảo luận. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây thôi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.